Du thuyền chở khách du ngoạn trên đầm Nhật Nguyệt. Bình thường nước khá nhiều, nhưng nay lại thấy có khu đất trồi lên và tượng chính con ếch nổi tiếng ở đây cũng đã trồi lên mặt nước 7 con. Lâu lắm rồi có một lần, đây là lần thứ hai. Mùa đông năm nay mưa ít, hiện nay mực nước ở Nhật Nguyệt Đàm là 746,8m, thì còn cách mực nước báo động tới mấy mét, nhưng lượng nước đã xuống thấp rất nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. So với cùng kỳ của bình quân 5 năm thì nước ít hơn khoảng 30 triệu tấn. Vì năm nay mưa ít nên hoa càng hồng ở Trúc Sơn nở nhiều so với mọi năm. Nhìn xa ta cứ tưởng như hoa anh đào. Du khách đến cúng lễ thần tài lại có thể chụp được những tấm ảnh đẹp. Du khách nói, rất là tuyệt, đây là lần thứ nhất tôi nhìn thấy và hoa nở rất đẹp. Thực vật cảm nhận được nguy cơ thiếu nước nên nở hoa sớm. Tiếp theo là đến vụ canh tác của mùa xuân. Nếu trời lại không mưa thì lượng nước tại các đập nước sẽ xuống thấp, e rằng không cung ứng nổi cho nhu cầu dùng nước.